Dạ, em xin chào tất cả các anh thủ đã quay lại với video mới của em. Thì hôm nay em gửi đến các anh lô cần lưu thanh lý các anh. Đấy, em mới xả giá xuống cho mình nha. Các anh xem ưng mẫu nào thì mình chốt mẫu đó. Hôm nay em sẽ gửi đến các anh thêm một cây cần nữa. Siêu to khổng lồ luôn các anh. Cái này cho anh về sưu tầm nha. Đây là hàng nội địa Nhật Bản luôn. Và cần câu hôm nay em có thêm những mẫu cần câu có một cây Heichi này, hai ngọn và bốn cây cần Isoken lớn nha. 36 đến 5m3. Và đặc biệt gửi đến các anh một cây NFT bạn đi là Flood và Boron. Cái bạn này là rất là đắt tiền các anh ha, rất là đắt tiền. Còn giá như nào thì lát nữa em sẽ báo cho các anh biết. Giá cực kỳ tốt cho mình. Và thêm một cây cần Daiwa Super Extra. Cây này hàng sách tay cho mình, cứng 30 nha. Rồi sau cùng sẽ có là ba cây cần rút dây trong cho mình. Phôi là phôi carbon, đến từ hạng hai cây Daiwa và một cây của Alpha Tekker ha. Rồi và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship ạ. Phí ship mỗi cần sẽ là 40.000. Anh nào đặt trên hai sản phẩm hoặc một sản phẩm, các anh chuyển khoản thanh toán trước thì em sẽ báo ship ạ. Bên em thì các anh nhận hàng ha, được kiểm tra ha. Rồi đầu tiên em ghi lên cho các anh một cây này luôn. Cây này cho các anh về sưu tầm nha. Cây này nó chưa qua sử dụng luôn đó các. Em mời các anh xem nè. Nó còn siêu ở ngay cái bát luôn, là tức có nghĩa là nó chưa qua sử dụng luôn ha các anh. Đó. Rồi, cái này dài lắm. Cái này là đến từ hạng NFT. Chiều dài của cần là 5m45, có tổng là 4 lỗng. Và khi thu gọn của nó là sẽ là 1m63 các anh. 1m63. Mét 63 nha. Cái này rất là dài các anh. Thu gọn mét 63 và có cái góc là góc gỗ. Ở đây có cái khuyên buộc bảo hiểm nè ha. Đấy, góc to. Cuốn chị thì tầm 4 còn hở một chút xíu thôi ha. Còn hở một chút ít ở đây để cho in cái tem và cái chữ thôi ha. NFT đó các anh. Đây là hàng phíp và hàng dạng sưu tầm cho mình rồi các anh. Chứ nó nặng lắm, cầu hơi mệt đó nha. Đây, cái nắp của nó là nắp zin luôn các anh, NFT nè. Đấy. Và dàn khoen rất là đẹp. Tất cả dàn khoen kim loại và rất là đẹp các anh. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đầu bu đây, đầu bu xuyên tâm nha. Nó có một cái đầu ở trên là để mình sọ. Còn xung quanh thì hai cái này, hai cái lỗ này nó không ảnh hưởng, không liên quan nha, không liên quan. Đó, mình có nhét sứ vào thì nó cũng không có hỗ trợ được gì đâu nha. Đây, cái cần này rất là đẹp. Có tổng cộng là 5 khuyên chạy bên trên các anh. Em mua về cho các anh sưu tầm, các anh trưng bày nha. Chứ cây này nó khá là nặng. Chắc là phải gọi là nặng lắm á. Nó hơn 1 kg lận các anh. Đấy, tổng là 4 lóng cho mình. Độ mới là cao luôn. Thu gọn là 1m63. Càng dài. Đây, em xin báo thông số nha. Đường kính ngọn hiện tại là 2 ly. Trọng lượng là 1 kg. Hai gọi là 1240g nha. Đấy, 1 kg 240. Cái này thì mã số 0, giá em bán là 350. Cái này các anh chuyển khoản em mới gửi được ha. cái này em giao hàng là tốn rất là nhiều tiền các anh. Đấy, tốn rất nhiều tiền, ống to và chi phí nó cao. Nếu mà các anh em bị bom là em thiệt lắm cái này nha. Các anh chuyển khoản em mới giao ạ. À. Đó, cho các anh về sưu tầm 350 mã số 0. Rồi sang mã số 1. Đây, hôm nay em xả giá những cái cần lưu luôn. Cây nào thì có giá trên 1 triệu thì lúc trước là nó trên 2 triệu. Cây nào dưới 1 triệu thì lúc trước là trên 1 triệu. Rồi, cây đầu tiên. Một cây dài 2m7. Cái này độ cứng khoảng em L. Thường thì những cây dài hàng Nhật nó đều cứng khoảng L đến ML nha. M thì cũng có, nhưng mà ít. Mấy cái dòng dài thì các anh có thể đi live stream được luôn các anh. Các anh có thể làm youtuber được đó, mấy cái dòng này. Đây, cần câu lưu ha, Sailway T-Rod. Nó có một cái chữ như vậy thôi. Đấy. Còn tại mồi thì các anh có thể tại mồi dạ thoải mái luôn ha, mồi dạ thoải mái. Rồi, phôi là phôi carbon. Tay cầm gỗ bằng khoen Fuji Gold, loại đồng sứ xám mà cho mình. Bát vặn Fuji DBS nè ha, khuyên bát Fuji hết. Đây, màu tím làm trơn rất là đẹp. Cần không lỗi lầm các anh ha, không bị lỗi lầm.
Ở đây là nó mình cạo ra, ở đây nó dính cái dây nịt đó. Dây nịt nó khô, nó bám vào canh. Rồi đầu bu là vẫn còn nguyên bản của nó luôn nha. Đây là đầu bu Fuji Gold và loại xứ xích. Xứ xích, xứ xích là nó cứng cáp, nó tốt hơn cái loại xứ xám ha. Đấy, càng không lỗi lầm. 2m7 canh. Đường kính ngọn là 1.9. Ngọn 1.9 thì nó bằng mấy cây ngọn MH. Trọng lượng là 183g, mã số 1. Cây này 890k. Số 1 ha, 890, 2m7 2 khúc. Rồi, sang số 2 là một cây cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây, cực kỳ tuyệt vời. Cái này là một cây của hãng Daiko, Daiko Group. Đây, Daiko nha. Hàng nội địa Nhật Bản. Em mời các xem cái này nó có đóng chữ Japan nè. Lực tải mồi là 1/16 đến 3/8 OZ. Lực tải cá là 4 đến 10 LB nha. Đó, cây này độ cứng là UL canh. Có tem vàng luôn. Daiko 2m4 độ cứng UL. Tay cầm cán mút, nước sơn còn đẹp luôn ạ. Dàn khoen Fuji cầm xứ xám nè. Bát vặn Fuji nè ha. Đấy, hàng Nhật luôn, chuẩn luôn ha các. Đây, đầu bu đây. Đấy, nước sơn là màu xanh. Ở đây có in chữ nữa nè. Đấy, UL cho một cây 2m4. Đường kính ngọn 1.6, trọng lượng 153g, mã số 2, cây này 900, số 2 900k. Đấy. Rồi, sang mã số 3. Số 3, chiều dài là 2m7, tải mồi 1/8 đến 3/4 OZ. Cái này thì tải mồi được 21g mồi đó các. Mát 21g. Lực tải cái cần này là 4 đến 14 LB. Rồi, khuyên bát đều là Fuji. Độ cứng khoảng L đến ML. Cái độ nảy, cái độ mềm của nó phải có các anh, để cho các anh ném được chuẩn, ném được xa hơn, chuẩn hơn nha. Cứng quá thì cũng cứng quá thì mình phải chơi bạo lực đó. À, không lỗi lầm nha, không bị lỗi lầm, không bị dập gãy gì hết, chỉ trừ cái ngoại hình thì nó sẽ có vài điểm nó xước hạt cát, hạt bụi ha. Đấy, nước sơn màu kem cho cây này. Tay cầm cái mút. Đường kính ngọn là 1.8 ly, trọng lượng là 221g. Mã số 3, giá bán là 790. Cái này số 3, 790k. Rồi, sang số 4. Cái này nó, cái tay cầm gỗ bằng của nó, nó kiểu nó mất mát á, cho nên cái keo bây giờ họ có bo keo luôn rồi các. Cái keo này quá cứng luôn à. Họ bo keo lại cái miếng gỗ bằng này. Và bên dưới đế nó này có kiểu dáng như vậy. Các anh không thích đó, các anh thấy nó xấu quá, để cứ báo em đổ thêm một cái đít nào vô cho nó hợp ha. Cái này thì một cây Abu. Cái này phôi của nó rất ngon các anh. Abu Garcia ha. Abu Garcia. Thương hiệu của Thụy Điển đó các. Rồi, chiều dài 2m7, độ cứng ghi là M. Lực tải mồi là 7g đến 28g mồi. Lực tải cái cần này là lên đến là 16 LB nha. Có tem vàng tại đây. Đấy. Hàng nội địa Nhật Bản luôn, Abu Garcia. Và khoen Fuji loại xứ xích can. Loại xứ xích. Cho nên giá của nó sẽ cao hơn à, cao hơn những loại xứ bình thường. Này, đầu bu Fuji xích, mồi trề chống sắn dây. Đây, mồi trề. Rồi, cái này có đường kính ngọn 1.8, trọng lượng 188g. Mã số 4 giá bán là 890k. Số 4, 890 cho cây này. Bát vặn Fuji Gold ha. Rồi, sang mã số 5. Cần thương hiệu Kinton. Kinton ha. Cái này dài 2m4, độ cứng là MH. Cái này là bạn xuất Nhật cho mình. Có mã có tem vàng ha. Và chiều dài 2m4, độ cứng là MH ạ. À. Cái này các anh tải nhái thật được, nhái thật chơi được nha. Đó, nhái hơi, nhái thật đều được hết. Khuyên bát là khuyên bát hàng. Và lực tải mồi là 10g đến 30g mồi. Cái cần này thì tải được 20 LB. Cái này đánh cả chẹm thoải mái luôn nha. Đó.
màu rất nước sơn rất là sáng. Cái này độ mới thì cao lắm rồi các anh, độ mới hơn 95%, 2m4 ha, cần carbon. Đường kính ngọn 2 ly, trọng lượng 137g, mã số 5, giá bán cái này là 750. Cái này số 5 ha, 750k. Em có đánh nhầm mã nè. Để xem. Rồi, cái này cho nó mã A đi, cây ba khúc. Rồi, tiếp theo là một cây ba khúc ha. Em sẽ cho nó là mã A. Cây ba khúc này là đến từ hãng Ryobi các anh. Chiều dài 36, độ cứng là L. Các anh xem ở đây nó ghi ba khúc ha, ba khúc nè, và bản Korea xuất thị trường Nhật, có cái tem vàng tại đây, Ryobi, khuyên xích luôn các anh, khuyên xích ha, bát vặn Fuji DBS xích đây, DBS xích bát vặn, tay cầm gỗ băng đấy. Rồi khuyên xích rồi, dòng khuyên tốt cho mình, cái sứ đá nó rất là cứng luôn ha. Đấy, mẫu mã còn còn đẹp nha, cũng còn ok đó. Và đầu bu là Fuji xích môi chè chống xoắn dây luôn, vẫn còn nguyên vẹn trên tay cầm. Cái này độ cứng L và dài 36, có thể vừa câu đơn vừa câu lưu nha, vừa đơn vừa lưu. Anh nào đánh cái địa hình rộng rãi lấy cây này rất là ngon nha. Đường kính ngọn 1.4, trọng lượng 252g, mã số mã A đi, giá bán là 1.250.000 nha, mã A 1250k. Rồi sang mã số 6. Số 6 cũng là một cây ba khúc của hãng Ryobi, bản Korea xuất Nhật luôn. Đấy, cái ngoại hình nó khác, cái sứ khoen của nó là khoen khác luôn ha ca. Rồi, cây này là dài 36, độ cứng là L, cái dòng Enter SS ha. Cái dòng SS và dàn khoen Fuji lòng sứ xám cho mình. Ngoại hình đây. Đây nó hơi ố ố ở tí ở phần keo ha. Nhưng mà nó vẫn còn nguyên chi vẹn trên cây cằn ca. Không đổi lầm nha. Và đầu bu của nó là đầu bu Fuji loại xứ xích môi trề chống xoắn dây luôn. Canh về canh làm cho nó đẹp lại. Cho làm cho nó đẹp lại nha. Sơn đen lại. Đó. Phôi nguyên vẹn, không đổi lầm, không dập gãy. Cái này đường kính ngọn 1.6, trọng lượng 232g, mã số 6, giá bán là 1.150.000. Số 6, 1.150.000. Cái dòng này dòng SS ha, SS của Ryobi. Rồi tiếp theo, một cái cần Smith, một cái cần rất là VIP luôn. Đây là bản Smith ta, Smith nội địa Nhật Bản. Đây, cái cần Bluesot Smith. Chiều dài của cần là 2m88 các anh ha, 2m88, và cái này tải lưu là 6 đến 16g, lực tải cái cần này là 12 lb nha, 4 đến 12 lb này đấy. Đánh lưu nha, đánh lưu và dạng có thể ném cực kỳ tốt cho cái lực tải tầm 10g đến 16g á, cái này phôi carbon, bo chỉ chống nổ đầy đủ, tay cầm cán mút và dàn khoen Fuji xích, dàn sứ xích ha, bát vẫn Fuji nè, in chữ Smith luôn. Đây là một cây cần tốt ca, đầu bô Fuji xích, hai mét bảy ạ. Đường kính ngọn hiện tại là 1.7 ly, trọng lượng 200g. Rồi. Đường kính ngọn 1.7 ly, trọng lượng 200g. Chiều dài cần là 2m88 ha. Cái này mã số 7, giá là 1.650.000. Số 7, 1.650.000. Rồi sang số 8. Gửi đến các anh một cây Daiko ạ. Daiko cái cán tay cầm rất đẹp. Đây, Daiko AFK, chiều dài là 3m3, tổng là có 2 khúc, độ cứng ML, tải mồi là được mát 14g mồi ạ. Lực tải cái cần này là 6 đến 12 lb. Tay cầm gỗ bằng, khuyên Fuji, lòng sứ xám ha. Này, cái bát rất là đẹp ca, bát gỗ bằng luôn ha, nguyên cây.
màu nước sơn thì nó mờ theo thời gian ca, mờ theo thời gian. Ở đây nó dính cái băng cái dính cái dây nhịt, vậy mình bôi dầu mỡ rồi bôi thuốc tẩy rồi mình vô mình bôi là vệ sinh lại sau các anh nha. Cái này em chỉ đánh bằng xà phòng thôi để rửa qua thôi. Căn này thì độ cứng chắc là tầm L rồi các anh, tầm mềm thôi. Cái này độ cứng loại độ cứng mềm các anh nha. Cái này chắc là các anh đánh UL đến L được á ha. Nó mềm. Rồi. Đường kính ngọn là để em đo đo lại. Đường kính ngọn của cần là 1.4, trọng lượng là 219 g, mã số 8, giá là 1 triệu 2 nha. Số 8 cái này 1 triệu 2. Rồi, sang số 9. Số 9 cái này là sale cực kỳ tốt luôn các anh. Cái này có vàng khuyên xích nha, nhưng mà để giá là cực kỳ tốt cho mình. Cái này là một cây Bentley các anh. Bentley ha. Bentley thương hiệu của châu Âu. Thương hiệu Mỹ đó. Và cái này nó xuất xứ là bạn Đài Loan xuất thị trường Nhật ha. Bentley made by Bentley Taiwan. Đấy, chiều dài 2,7 m, độ cứng L tại mồi 3/16 đến 5/8 OZ, lực tại cái cần này là 8 đến 14 lb. Hàng còn đẹp luôn ha. Đây. Gỗ bằng nè. Khoen Fuji xích à, em mời các xem. Khoen bát Fuji hết à. Đấy, ngon lành. Đầu bu Fuji loại xí xích môi trề chống xoắn dây. Đây nó chống xoắn ca, môi trề rất đẹp. Rồi. Đường kính ngọn cần là 1.7, trọng lượng 191 g, mã số 9, giá 809. Số 9 cái này 890k. Rồi, xe số 10 em gửi đến các cần máy ngang bạn đời thấp ha, đời thấp này. Cái này chất liệu carbon luôn, còn đẹp ca. Đó, còn đẹp nha. Cái cần này của thương hiệu Suzumi, chiều dài 1,8 m, độ cứng ML. Hàng nội địa Nhật Bản các anh. Cái bát này là bát tay cầm bát Japan rồi, nội địa Nhật rồi. Đấy, bát Fuji nội địa Nhật ha. Dàn khuyên cần là Fuji. Fuji hết. Đấy. Bám đất bám bụi thôi các anh, không có bị lỗi nha, không có bị reset đâu, bám đất bám bụi thôi à. Đấy. Phôi carbon xoắn độ mới là trên 85%. Cái cần này có ngọn là 2.3, trọng lượng 170 g, mã số 10, giá là 350. Số 10 350.000, cần câu lưu thích hợp cho các anh dùng máy ngang. Rồi sang mã 11. 11 là một cây Bentley. Bentley ạ. Đây, em mời các xem. Thương hiệu của Mỹ luôn, và cái này xuất xứ nội địa Nhật Bản ha. Rồi, chiều dài là 1m68, tại mồi là 3/8 OZ nha, lực tại cái cần là 4 đến 10 lb, độ cứng là M can M medium hả. Rồi, dàn khuyên là dàn khuyên Fuji, tay cầm là tay cầm mút nhỏ gọn cho mình. Có tem vàng tại đây. Trong video thì em đã soi rõ cho mình rồi ha. Các anh về nhận hàng như quảng cáo thì nhận giúp em. Đường kính ngọn 1.8, trọng lượng 104 gram, mã 11, giá bán 350. Càng carbon 11 350.000. Sang 12 ạ. 12 em gửi đến các anh một cây cần Heichi hai hai khúc và hai ngọn. Cái cần có hai ngọn luôn, một ngọn cảm giác, một ngọn đánh cứng ha, cho các anh đi câu bè. Cái cần Olympic chiều dài 1,8 m, độ cứng ghi là 40. Một cây có ngọn nhỏ là cây màu cam ha. Cây đoạn ngọn cứng là cây màu trắng. Cần đẹp nha, hàng xuất xứ nội địa Nhật Bản. Chất liệu phôi là phôi phíp, phíp Nhật. Khoen bát Fuji. Đấy. Ngọn đặc tháp Long Phụng đó các anh. Bên trên nó màu trắng và màu cam đều là ngọn đặc hết cho mình nha. Không bị lỗi lầm, không bị hụt gãy ha. Nói chung là còn nguyên vẹn cho mình. Đấy, 1,8 m. Các anh về câu bè.
Đường kính ngọn 1.2, còn cây kia trắng là 1.7. Trọng lượng tổng thể là 222 gram nha. Mã số 12 giá bán là cái này 450 can, 12 450.000 nha. Càng hàng còn đẹp luôn. Không khác gì các anh mua hàng mới luôn á các. Rồi sang mã 13, cần câu khoen lớn, mẫu cần rút ha. ISO khoen lớn các. Canh về câu đơn ngâm lăng xê đánh sông hồ. Khoen bát Fuji. Chiều dài 36 độ, cứng cần là 20. Có hai khoen chạy. Phôi chất liệu carbon xoắn nha. Này nước sơn nó che lại hết rồi ra. Ngoại hình có vài điểm nó ố vàng, nó sơ xước. Cái này chùi ra được ha, mình vệ sinh lại được. Chiều dài 36 độ, cứng cần là 20. Đường kính ngọn là 1.8 ly, trọng lượng 224 gram. Mã 13 giá bán là 508. 13, 580.000. Sang 14. Rồi, chiều dài 39, độ cứng 20. Shimano Holiday Spin HG, bản Hàn Quốc xuất thị trường Nhật. Có mã code đây ha. Tem vàng nằm tại đây. Đấy. Khoen bát Fuji. Bát đã còn rất là nguyên. Đủ lực ném luôn các anh. Bát xuống đế thì nó khoảng 45. Hai khuyên chạy ngọn đẹp này. Đấy, phôi sáng đẹp luôn các anh. Càng đẹp nha. Và Shimano thì chất lượng là cao rồi các anh. Đường kính ngọn 2.2, trọng lượng 328 gram, mã 14, giá bán là 790 ạ. 14 cái này 790k. Bạn nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình ạ. Số điện thoại của em là 03567 76692 ha. Cây tiếp theo là một cây Daiwa Amorphous Wicker, hàng nội địa Nhật Bản. Đây, chiều dài 5m1, độ cứng là 4k, cứng 4 ha. Cái này thì thu gọn là 1m15. Và tổng là có 5 lóng. Có bát vặn Fuji. Hàng đẹp ha. Đấy. Còn nguyên vẹn luôn. Độ mới cao. Bên trên có ba khuyên chạy nè ha. Đấy. Khuyên bát Fuji hết. Ngọn của cần là phôi carbon xoắn nổi luôn. Phôi cần carbon xoắn nổi hết ha. Đây là cái đường viền các, một cái đường viền màu màu vàng ha, không phải bị lỗi đường viền. Để em xem bên dưới có không, sao trên nó cái ngọn nó có, à có nha, nó định bị lóng đó các, nó định bị lóng đó nha, ở trên nó mắc chữ, nó mắc màu, định bị lóng đây, nó có định bị lóng ha. Cái ngọn cũng có luôn, là chứng tỏ là cái ngọn của nó sẽ chứng tỏ 100% là ngọn zin ha. Đường kính ngọn 1.6, trọng lượng là 399 gram, mã 15, cái này 1 triệu 250, 15 1 triệu 250 nghìn, sẽ có nắp chụp nha. Rồi, mã 16, cái cần này hiếm là ca, dài 5m3, độ cứng 5 của hãng NFT, NFT 2 Plus. Cái cần này hàng nội địa Nhật Bản, có tem vàng đầy đủ ha, bát vặn Fuji. Đấy, ngoại hình ở đây nó có vài điểm xước nè. Dàn khoen Fuji loại xứ xám hết đây. Ở đây có một cái khoen bị lỗi, em sẽ thay cho mình ha, em có. Rồi, dàn khoen Fuji loại xứ xám, có 3 khoen chạy, phôi carbon xoắn. Dài đẹp luôn các. Hai power loop của NFT. Phôi bên trong thì khỏi bàn, loại hai da màu xanh nó đẹp nữa các. Cái 5m3 này độ cứng 5 các anh thoải mái ném xa được ha. Đường kính ngọn là 1.8 ly, trọng lượng 391 gram, mã 16, giá 1 triệu 250.
16 cây này 1.250.000 nha. Rồi sang 17 em gửi đến các một cây là cực kỳ VIP luôn các. Cây này là một cây ISO 4 khúc, hôm bữa là em có lên cây kia dưới 1 triệu thôi, nhưng mà cây này là hàng quá VIP rồi các. Nó có đi kèm một cái túi vải của nó luôn ha. À, cái túi luôn, cái túi của nó zin nguyên bản luôn á. Đây. Cái túi Diaflex của NFT, túi zin nguyên bản luôn các. Đấy, nó có mấy cái sợi dây để buộc nữa ha. Rồi, cái căn này thì em gửi đến các anh xem cái góc trước nha. Đây, cái phần chữ đó còn còn sáng đẹp luôn ạ. NFT Diaflex Boron 525 nha. 525 có 4 khúc. Hàng độ địa Nhật có tem vàng. Phần trên này đẹp rồi ha. Đấy, ngoại hình căn tổng thể cái căn này thì nó sẽ có mấy cái điểm đây. Sức nhẹ mấy cái phần keo bên ngoài thôi, keo thôi nha, chỉ có keo ở đây và có tay cầm bên dưới đế là gỗ này. Đấy, đây là hàng cho các anh về mình câu, mình đánh săn bắt cá lớn câu biển, có thể sưu tập. Đấy, bên trên nó đẹp rồi, em mời nó xem cái tem nó còn đẹp này ha. Đấy, khoen Fuji loại xíu xích cho mình và có đóng chống nổ đầy đủ luôn, cái này là hàng xịn. Và các anh gõ trên trang web đó thì nó sẽ ra cái giá là 20 cụ ra này, nó cho cái giá là 20 cụ ha. Rất là dễ ráp và rất là dễ tháo, là vì nó có mấy cái phần này nó cầm cực kỳ chắc luôn ha, nó không bị trượt. Và khoen của nó sẽ có mấy cái điểm như vậy, nó dính bụi bặm nha, bụi bặm cứng. Canh về cánh vệ sinh lại giúp em, cái cần thì không lỗi nha. Rồi, đầu của nó hiện tại nó có hai sứ, giống như cây kia, cây kia hôm qua em bán, hôm trước em bán là có một cái sứ bên trên thôi ha. Đây, cây này hiện tại nó có một cái sứ ở đây với một cái sứ ở đây. Ở đây thì không có cái này cũng không quan trọng ha, chỉ cần cái chính giữa là được. Đây, tất cả vẫn còn nguyên vẹn nha. Đây là cái định vị luôn, không bị lỗi lầm nha, đóng chống nổ rất là đẹp ca. Cái này thì độ cứng của nó khoảng 5-6 các anh, độ cứng khoảng 5-6 nha. Khi em ráp vào đấy, một cái 4 khúc có đi kèm túi vải, đi là first, phôi của nó này các anh xem, phôi rất là VIP rồi cái này, cực kỳ VIP luôn. Các anh có thể bỏ cái ngọn đi, mình dùng cái 3 khúc nữa, mình lên cái khoen đầu á, alo khoen đầu là đánh là siêu khủng luôn á ha các anh. Đây nè. Rồi, cái này thì có đường kính ngọn là 2 ly, trọng lượng là 800g. Và cái góc của nó là 23.6 ca. Em đo cái góc ở trên ha, cái góc ở phần này nè. Cái này tay cầm không có tính, đo cái góc. Cái này mã 16, em để lại cái là 5 triệu rưỡi nha các anh nha. Mà tính tính bán là 6 triệu rưỡi á, nhưng mà thôi sẽ là giảm giá ha. 16 5.500.000. Rồi sang mã 17. Một cây cần sắt tay nha, Daiwa. Daiwa. Cái này là một cây Daiwa Extra Sub, chiều dài 4m25, độ cứng là 30T. Đây, hai volume fiber. Cái này nó có công nghệ của HVF các anh nha. Công nghệ Daiwa HVF. Bạn China xuất thị trường Nhật cho cái này. Và còn mã code đây, tem vàng đây. Đấy, các anh có thể tìm xem ha, cái tên của nó đây. Daiwa Extra Sub nha. Đấy. Các anh cứ kỵ China, nhưng mà thì em các anh cứ chụp hình lại để kiểm tra xem nó là hàng như nào nha, hàng fake hay là hàng chính hãng nha. Rồi cái bát này, bát Fuji NS7, Fuji bát ha. Đấy, có nắp chụp Fuji nè ha. Rồi dàn khoen là Fuji loại xíu xích hết, rất đẹp, đầu bu môi trẻ chống sắn dây luôn ha, cực kỳ sáng luôn các. Nói chung cây này thì họ độ mới rất là cao rồi, tầm 90-95% rồi, tầm 95 rồi các, siêu siêu đẹp luôn, màu trắng tinh luôn nha. Đấy, nó rất đẹp, cây này phải là trên 95%, nó rất đẹp nha. Đấy, trắng sáng hết. Rồi, cái cần này có đường kính ngọn là 2.5, trọng lượng 448g, góc là 22.7, mã số là 17, giá bán là 3.850.000.
17 38 50k nha. Sang mã 18, cần dây trong các anh. Cần dây trong thuộc loại cần rút. Cái này của hãng Alpha Tecker. Chiều dài là 3m3, độ cứng 50. Độ cứng 50 ha, Alpha Tecker. Đấy, có tem. Ở đây, tem này là tem của shop, shop bên Nhật ha. Bát vặn Fuji. Khoen sứ đều đầy đủ và có nắp chụp Fuji luôn. Đấy. Một mẫu cần dây trong rút ha. Cái này có tổng cộng là 4 lóng và độ mới rất cao rồi. Cái này độ mới là trên 90%. Khi nhận hàng các anh được đồng kiện với shipper nha. Đó, em bán thì các anh cứ đồng kiện, nên đồng kiện giúp em. Đường kính ngọn là 2 ly, trọng lượng 245g. Cần mã số là 18, giá là 430. 18, 430.000. Rồi sang 19. 19 nha. Cần đai qua. Chiều dài 3m5, độ cứng cần là 30. Cứng 30 cho cây này. Cây cứng 30 thì bán 600. Cái đai qua nha. Có đường kính ngọn là 2.8, trọng lượng là 310g. Đai qua Cifet. Hàng Holderlup. Bát Fuji. Khoen sứ Fuji hết. Có tổng là 4 lóng canh nha. Lóng semi thì semi nó hơi ố xanh tí. Đấy là cái semi chỗ này, lóng thứ hai. Đây ngọn còn zin luôn ha các anh. Rồi, cần mã số 19, giá bán của cần là 600 ạ. Đường kính ngọn 2.8, trọng lượng 310g. Sang mã 20 ạ. Daiwa. Chiều dài 3m1, độ cứng cao, cứng 80. Cái này cũng là bản Holderlup và thuộc bản Đài Loan xuất Nhật ha. Bát vặn phu hạng bát đai qua. Sử là sử xích. Đầu bu Fuji. Đấy. Cần nguyên vẹn các anh. Em rút ra các anh xem này. Rất là nguyên vẹn ha. Ngoại hình cần thì có sơ xước thôi. Nhưng mà không sao. Được cái là cái phôi của nó rất là ngon nha. Phôi carbon xoắn ít 2 da. Đường kính ngọn cần là 2.7, trọng lượng 270g, mã 20, giá 860 giá 688k. Mã 20 688. 3m1 độ cứng là 80 nha, cứng cao. Về câu sông hồ đánh đơn ngâm đăng xe đều được. Rồi, em xin kết thúc video tại đây ạ. Em cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Các anh ủng hộ giúp em được like, được chia sẻ ha. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692 ạ. Chúc anh đi cầu may mắn. Xin chào tạm biệt.